Xin chào tất cả các bác. Đấy, hôm nay mình lại quay lại một chút mấy cái thìa dĩa các bác nhé. Bởi vì thìa dĩa đợt này là mình bên Katana là chính thức ra cái các sản phẩm mà thương hiệu Katana nhưng mà lại made in Việt Nam. Đó, made in Việt Nam nghĩa là sản xuất tại Việt Nam, rất là xịn sò. Hàng thực ra là hàng này là hàng kiểu xuất khẩu châu Âu với cả xuất khẩu sang Mỹ đấy. Thế nhưng mà năm nay là do Covid này, rồi thì là do gọi là gì những cái ảnh hưởng của cái dịch đấy, thì cho nên là hàng hóa là sang Mỹ rất là chậm, cho nên là xưởng sản xuất thì là bên mình cũng đã hợp tác để sản xuất ra những cái dòng dao thìa dĩa chất lượng thì xuất khẩu châu Âu, châu Mỹ nhưng mà giá thành lại rất là Việt Nam và mang thương hiệu Katana. Đây có những cái set bistec Amitech như này các bác nhé. Như cái bộ giày như này thì là 16 chiếc này, có nghĩa là 4 chiếc ở trên và 12 chiếc giống nhau thì mình để ở dưới. Đó, còn những bộ set này có gọi là 2 set này, hoặc là những bộ thìa dĩa này dành cho một người. Đó, cũng rất là hay. Mà một bộ này thì mình đang bán có 159.000 thôi. Rất xịn sò. Thực ra cái chất lượng cái này khi mà mình đưa cho một số các anh khách hàng, các gọi là bạn bè thì mọi người cũng đánh giá cũng rất là giật mình vì tại sao lại có cái giá đấy. Đó, made in Việt Nam các bạn. Còn nếu mà made in Nhật Bản nhé thì mình cũng so sánh luôn, ví dụ như là ở bên mình có cái dòng thì cai một chiếc thôi mà cũng đã là đâu rồi nhờ, thì cai hình như mình bán hết rồi. Nhưng mà có mấy set này thôi. Nhưng mà ví dụ như là những cái set fork 4 chiếc này thì là 345.000 này. Đó, set 4 cái thìa có là 345.000. Và đây có set muỗng cà phê 199.000 cho 3 chiếc. Đó. Còn lại thì những cái set lẻ cũng rất là nhiều. Ví dụ như là mình có bán, bên mình có sản xuất cả những cái đây, những cái riêng, tức là những cái đơn chiếc như này, những cái đơn chiếc thì dĩa đơn chiếc là bao tiền một cái Phương nhỉ? Đây 30.000, cũng cứ 30.000 một cái. Đó, inox 304 rất sang bóng, xịn sò, thương hiệu Katana. Đó, Katana nha các bác nhá, được khắc laser, in laser phía sau. Rồi, nếu mà các bác có câu hỏi thêm hoặc là đây, cái set 16 chiếc giới thiệu các bác quên. Set bộ 4 chiếc này thì là 159.000, còn một bộ 16 chiếc tức là nhân 4 này thì là 499.000. Đó, rất là giá rất là hợp lý. Các bác có thể nghiên cứu để sắm Tết. Nếu mà các bác có câu hỏi gì hoặc là thắc mắc cũng như là ý kiến góp ý thì xin các bác comment ở phía dưới nhá. Thì bên mình sẽ giải đáp thắc mắc của các bác. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các video sau.